Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Định. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Chúng ta đang ở trong những ngày mừng mầu nhiệm Giáng sinh. Các bài tin mừng hướng chúng ta về biến cố kỳ diệu này. Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch của Ngài ngay khi con người phạm tội. Và đến thời đến buổi, Ngài chuẩn bị những con người tham gia vào kế hoạch cứu độ này, nơi Mẹ Maria và hôm nay là nơi Thánh Giuse. Chúng ta cùng lắng nghe bài tin mừng này. Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse trước khi hai ông bà về chung sống. Bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ ông về. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Tin mừng hôm nay nói về việc sinh hạ của Chúa Giêsu và nói nó đã được thực hiện một cách khác lạ như thế nào. Thông thường đám cưới ở Israel có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là đính hôn cho hai bên cha mẹ gặp nhau. Sau đó ai nấy về và cả năm sau của khi mới cưới. Trong thời gian này cần cho hai gia đình biết nhau và cô dâu chú rể có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Nên họ cưới nhau rất trẻ, có khi nữ là 13, nam là 16. Sau một năm chờ đợi và một ngày lễ lớn, cô dâu chú rể dẫn đến cô dâu được dẫn đến nhà chàng rể để sống với nhau. Việc truyền tin cho Đức Mẹ và mẹ đã mang thai xảy ra trong thời gian đính hôn này. Không dễ để biết chính xác cái gì đã xảy ra sau những điều này. Và nhiều câu hỏi được đặt ra là: Thánh Giuse có hồ nghi mẹ Maria không chung thủy như thế nào? Tại sao Ngài không đuổi Đức Mẹ đi? Ý nghĩa của đấng công chính là gì? Thánh Giuse có muốn lìa bỏ Đức Mẹ thực sự không? Thực ra cũng không có cái luật chia cắt và ly dị vì người vợ bất trung. Và chúng ta có nghĩ là việc làm của Thánh Giuse là thích hợp không? Dù là làm trong âm thầm. Và tại sao mẹ Maria không nói với Thánh Giuse về những gì đã xảy ra cho mình? Hay nếu Đức Maria nói mà Thánh Giuse không tin? Rất nhiều câu hỏi. Có vài tác giả cho là thế này: mẹ Maria có nói với Thánh Giuse là đứa trẻ là con Thiên Chúa, vì mẹ Maria không có lý do gì để giữ bí mật với Thánh Giuse. Và Thánh Giuse là chồng, Ngài có quyền phải biết. Và họ cho rằng sự nghi ngờ của Thánh Giuse không phải là sự trung thành hay bất trung của mẹ Maria, nhưng là vì Ngài nghĩ Ngài không xứng đáng trong biến cố trọng đại này. Làm cách nào đặt tên cho đứa trẻ nếu nó không phải là con Ngài? Phải chăng là can thiệp quá đáng vào kế hoạch của Thiên Chúa? Không biết xử thế nào nên Ngài quyết định rút lui và chờ đợi. Nhưng tất cả những vấn đề này
Còn trong tâm trí Thiên Chúa mặc khải kế hoạch của Ngài, Ngài đặt tên cho con của Maria là Giê-xu và làm cho đứa trẻ thuộc dòng dõi David. Đây có vẻ là một cái giải nghĩa lý thú, nhưng chỉ là dự đoán thế thôi, và không có nền tảng nào trong bản văn Kinh Thánh. Có là cách tốt nhất không nên tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi này, vì nó không phải là cái quan tâm của Thánh Matthew. Thánh Matthew không quan tâm đến việc cho những thông tin để thỏa mãn sự tò mò của chúng ta hôm nay. Tất cả là Ngài chỉ muốn chúng ta hiểu là con Đức Maria là thừa kế lời hứa của Ngai Vàng David được loan báo bởi các ngôn sứ. Và đấng ấy được sinh ra bởi một trinh nữ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và nếu chúng ta để ý thì kết thúc tin mừng, Thánh Matthew vẫn nhắc lại điều này trước khi Chúa Giêsu về trời. Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta là khởi đầu và là cuối cùng. Nói về Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, nghĩa là không do một người cha nhân loại. Và cần hiểu Trinh Nữ theo nghĩa Kinh Thánh. Ngày nay thì khi nói về Trinh Nữ, chúng ta mang đầy vẻ sự kính trọng, nhưng trong Kinh Thánh thì hoàn toàn khác. Người phụ nữ có chồng mà sinh con là có giá trị. Còn Trinh Nữ là người đàn bà vô dụng, cô ta không được hấp dẫn. Tức là không hấp dẫn được đàn ông, là cây khô héo đáng thương hại, là phận hẩm duyên ôi. Trinh nữ là một từ xúc phạm. Thành ngữ trinh nữ Israel hay trinh nữ Sion không có nghĩa là Jerusalem trinh khiết, vô nhiễm, không tỷ ố, mà là nghèo nàn, không có sức sống. Ngay cả Babylon khát máu bị nguyền rủa bởi các tiên tri là dơ bẩn, là trinh nữ, là con gái của Babylon. Còn Đức Mẹ như một học sinh của Kinh Thánh, mẹ mang đầy những dấu vết, mẹ gọi mình là trinh nữ Sion, bị xem thường và vô giá trị. Ngài đã đoán thương đến phận hèn tớ nữ và nhận ra rằng tất cả những gì xảy đến cho mẹ là nhờ đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Đấng đã làm những việc trọng đại cho mẹ. Mẹ Maria là trinh nữ để chứng tỏ sự cao cả và quyền năng của tình yêu Thiên Chúa đã rút ra cuộc sống từ cung lòng cằn cỗi. Trong suốt mùa mộng, mẹ Maria mời gọi chúng ta suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đã làm cho mẹ và kêu gọi chúng ta tin vào sự chiến thắng của sự sống, ngay cả khi chúng ta chỉ thấy dấu hiệu của sự chết. Chúng ta được mời gọi mang Chúa vào trần thế như lời xin vâng của mẹ Maria và như Thánh Giuse vâng lời thực hiện những gì Thiên Chúa đã truyền cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con được mời gọi tham dự vào chương trình cứu độ của Chúa như mẹ Maria và Thánh Giuse. Xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe lời Chúa và mong mắn thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, để ơn cứu độ của Chúa cũng đến được cho anh chị em chúng con. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.